Chào mừng anh chị quay lại với kênh Tiếng Nghe Vai nhé. Thì hôm nay tôi sẽ đọc tập đọc chữ tháng 2 ở trong tiếng Anh. Đấy, thì trong tháng 2 trong tiếng Anh sẽ là February. 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 Đấy. Chúc anh chị thấy vui vui thì hãy đăng ký kênh bên dưới anh chị nhé, cho anh chị học tiếng Anh hiệu quả.